Doanh nhân là hiện tại đất nước, doanh nghiệp là tài sản quốc gia. HBC VCCI đồng hành cùng sứ mệnh tổ quốc, nhưng lương doanh nhân bao tâm huyết, dũng cảm dám nghĩ dám làm, dám xông pha trong khởi nghiệp cho một Việt Nam thịnh vượng. HBC VCCI là ngôi nhà chung doanh nghiệp Việt Nam, mỗi doanh nghiệp một thế mạnh, mỗi doanh nhân một sáng kiến, đổi mới sáng tạo ở trên đầu. HBC VCCI khối óc con tim doanh nhân Việt Nam, hàng Việt Nam chinh phục người Việt, hàng Việt Nam chinh phục thế giới, phát triển bền vững ở trong tim. Doanh nhân là hiện tại đất nước, doanh nghiệp là tài sản quốc gia. HBC VCCI đồng hành cùng sứ mệnh tổ quốc, những lứa doanh nhân bao tâm huyết, dũng cảm dám nghĩ dám làm, dám xông pha trong khởi nghiệp cho một Việt Nam hùng cường. HBC VCCI là ngôi nhà chung doanh nghiệp Việt Nam, mỗi doanh nghiệp một thế mạnh, mỗi doanh nhân một sáng kiến, đổi mới sáng tạo ở trên đầu. HBC VCCI khối óc con tim doanh nhân Việt Nam, hàng Việt Nam chinh phục người Việt, hàng Việt Nam chinh phục thế giới, phát triển bền vững ở trong tim. Thịnh vượng là cội nguồn sức mạnh, thịnh vượng là hạnh phúc ấm no, thịnh vượng để bảo vệ chủ quyền, doanh nghiệp Việt Nam.